chào anh em, giới thiệu anh em một cây dâu rừng đã đắt nha mấy anh em, không lớn em, không đẹp nha mấy anh em, một một người chuyên nặng nha, hai hai người đôi gì, cái này nó bị kẹt té trong này nha mấy anh em, rỡ 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 rất nhiều. Đây đây là cắt trái rồi nha anh em, mấy cục đây nè. Một cái này cây là cắt trái rồi. Đó con số quay mặt đằng sau con. Cảm thấy chịu keo luôn. Keo 1.2 nha mấy nha. Keo đây 80. Cái con rễ nó xuống. Mấy này là lũ sáng hết nha. Mặt phía sau là vỡ ta đây. 4 5 tầm lưng nha anh.